Đoạn văn dưới đây rút ra từ cuốn hồi ký Việt Nam Nhân Chứng của cựu tướng Trần Văn Đôn. Sáng ngày 3 tháng 11 năm 1963, tôi sai ông Lê soạn cho lính vào dọn dẹp và góp nhặt tất cả giấy tờ, tài liệu trong dinh Gia Long vì ông Võ Văn Hải, tránh văn phòng đặc biệt của ông Diệm cho biết trong dinh Gia Long có nhiều tài liệu mật, đại sự không nên để lọt vào tay ai. Dương Văn Minh ký giấy ra lệnh cho đại úy Đặng Văn Hoa đến dinh Gia Long gặp ông Võ Văn Hải và ông Quách Tổng Đức, cựu đồng lý văn phòng ông Diệm để nhận hồ sơ và tài liệu. Chính trong số tài liệu này mà tôi được biết ông Ngô Đình Diệm có một đứa con trai. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng Ngô Đình Diệm không biết đến đàn bà, nhưng đâu mấy ai biết được Ngô Đình Diệm có đứa con trai. Sau đảo tránh 1 tháng 11 năm 1963, Võ Văn Hải, tránh văn phòng đặc biệt điện thoại cho tôi ngỏ ý muốn giao cho tôi một số hồ sơ mật về đại sự quốc gia. Võ Văn Hải nói, tôi muốn giao cho Trung tướng để Trung tướng giữ cho kỹ. Tôi cho đem về để trong văn phòng tôi ở Bộ Tổng Tham mưu. Hằng ngày, sĩ quan văn phòng tôi trình tôi một số hồ sơ chọn lọc. Một hôm tôi được sắp hồ sơ, trong đó có một lá thư và một tấm hình chụp một người đàn bà đứng bên một đứa con trai khoảng 13, 14 tuổi. Trong lá thư vắn tắt cho biết đứa con trai trong hình là con trai của Ngô Đình Diệm. Nếu không phải là con của Ngô Đình Diệm thì không một người đàn bà nào có gan vu khống như vậy được. Và nếu không phải là con thì Ngô Đình Diệm đâu cất giữ thư từ hình ảnh trong tủ tài liệu quan trọng.